Kênh MangThaiBaby.com xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn xem kênh. Hãy nhấn nút đăng ký kênh ở ngay dưới video mà các bạn đang xem để nhận được nhiều những video mới nhất từ kênh. Đồng thời, quý vị và các bạn hãy truy cập vào trang web MangThaiBaby.com để xem được nhiều hơn nữa những bài viết hay và bổ ích về chăm sóc mẹ bầu và thai nhi. Và hôm nay, kênh MangThaiBaby.com xin được gửi đến quý vị và các bạn video nói về 10 loại thực phẩm tốt nhất cho sự phát triển trí não của trẻ. Các loại thực phẩm tốt cho trí não thường được các bậc cha mẹ quan tâm bổ sung vào khẩu phần ăn của trẻ. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, thực phẩm bổ dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển não bộ của trẻ. Não bộ phát triển tốt thì khả năng học hỏi cũng như ghi nhớ cũng sẽ được tăng cường. Thứ nhất là cá hồi. Cá hồi có hàm lượng protein cao, có tác dụng bảo vệ hệ thần kinh nhờ các axit béo omega 3. Nó là một trong những thực phẩm tốt nhất cho não của trẻ vì hàm lượng chất béo thấp, chứa EPA và DHA, giúp cải thiện hoạt động của các tế bào não, tăng cường trí nhớ và khả năng học hỏi của trẻ. Thứ hai là trứng. Như chúng ta đều biết, trứng rất giàu protein, một trong những thực phẩm cung cấp protein tự nhiên tốt nhất. Ngoài ra, nó còn chứa choline, giúp cải thiện trí nhớ. Ăn trứng nhiều sẽ làm cho trẻ thông minh hơn. Thứ ba là bơ lạc. Bơ lạc có chứa hàm lượng phong phú vitamin A, vitamin E, axit folic, canxi, magie, kẽm, sắt, chất xơ và protein. Vì thế nó là trợ thủ tuyệt vời giúp cho phát triển não bộ và sức khỏe thể chất của trẻ. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên bạn nên cho trẻ ăn bơ lạc với thực phẩm ít năng lượng hơn, chẳng hạn như rau và trái cây. 4. Các chế phẩm từ bột mì và gạo lứt. Ngũ cốc và gạo lứt chứa rất nhiều vitamin B, ví dụ như cellulose, vốn là chất cần thiết để duy trì khả năng nhận thức, và vì thế bánh bột mì là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các bé. Thứ năm là yến mạch. Yến mạch là thực phẩm quen thuộc cho trẻ, đặc biệt là trong thực đơn và bữa sáng. Yến mạch giàu vitamin, chất xơ, kali, kẽm không chỉ cung cấp đủ năng lượng cho hoạt động cao độ trong một ngày mà còn là thực phẩm tốt cho não bộ. 6. Dâu tây. 5. Việt quất. Mâm xôi dâu tây chứa hàm lượng vitamin C vô cùng phong phú. Nghiên cứu cho thấy nam việt quất và nước ép dâu tây là nước uống cực tốt giúp nâng cấp bộ nhớ. 7. Các loại đậu. Các loại đậu rất giàu protein, chất béo, carbohydrate và các vitamin A, B, đặc biệt là hàm lượng axit glutamic và axit amin thiết yếu, là những chất đóng vai trò là cơ sở vật chất hoạt động của não bộ. Vì vậy trẻ nên ăn nhiều các loại đậu, rất có lợi cho sự phát triển của não bộ. 8. Rau. Các loại rau lá đậm, màu tươi sáng như cà chua, khoai lang, bí đỏ, cà rốt, rau bina là các loại rau giàu chất chống oxy hóa, giúp duy trì sức khỏe và sức sống của não. 9. Sữa và các loại sản phẩm từ sữa khác. Sữa có chứa protein chất lượng cao, trong đó có chứa tất cả các axit amin thiết yếu cho nhu cầu cơ thể con người. Ngoài việc có chứa canxi, nó cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất mà cơ thể của chúng ta cần, chẳng hạn như vitamin A, B1, B2, C, sắt, kẽm, selen v.v. để duy trì chức năng sinh lý bình thường của trẻ cũng như thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của toàn bộ cơ thể. 10. Các thực phẩm chứa sắt. Sắt là một khoáng chất cần thiết, có thể giúp trẻ duy trì sức sống và khả năng tập trung. Thịt bò nạc rất giàu chất sắt cũng như giúp cải thiện bộ nhớ, vì thế nó cũng nằm trong danh sách những thực phẩm tốt cho não bộ. Với 10 loại thực phẩm nêu trên, tin rằng các bậc cha mẹ sẽ không còn phải lo lắng về khẩu phần ăn của bé và biết nên cho bé ăn gì hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trí não, hay là những bậc cha mẹ thông minh trong việc nuôi dưỡng đứa con của mình. Chào các bạn xem kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh và comment phía dưới video những suy nghĩ và khó khăn của mình trong việc mang thai và chăm sóc con cái. Đồng thời các bạn hãy đăng nhập vào website mangthaibaby.com để có được những kiến thức cần thiết về mang thai và nuôi dạy con cái, những chia sẻ thiết thực của các mẹ về chăm sóc con. Cảm ơn và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé.